Kiều tại sao em khóc? Tại vì em đã yêu. Em đã yêu, nhưng người ấy là ai? Là một người xa lạ. Là một người xa lạ. Thôi hết rồi. Anh chưa xa. Yêu nhau là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ. Nhưng anh muốn nói với em một điều mà phải lâu mất mãi trong anh Năm.
yếu lắm. Hay quá, bữa nay mấy vốn này đủ luôn. Hát hát nó đi, hát nó đi. Dạ, hát. Ủa,